Chào mừng các bạn đến với chương trình Chung Sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta cùng chào đón những thành viên của đội Xì Chung, là những nhân viên xinh đẹp đến từ ngân hàng Đông Á. Sở thích của các thành viên là chat, nấu ăn và chơi game show. Và những thành viên của đội Sảng Khoái, đội Sảng Khoái đến từ phòng marketing của công ty Henkel. Sở thích chung của cả đội là mua sắm và chơi thể thao. Và người dẫn chương trình của chúng ta hôm nay là giọng nói quen thuộc, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn đến với trò chơi Chung Sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Và thưa quý vị và các bạn, để bắt đầu trò chơi Chung Sức hôm nay giữa hai đội Xì Trung và đội Sảng Khoái, chúng ta sẽ dành ít phút để làm quen với từng đội. Chào Xì Trung. Chào anh Tạ Minh Tâm ạ. Nghe đến tên của các bạn, người ta nghĩ rằng các bạn thích xem truyện tranh hay là phim hoạt hình gì đó, có phải không? Hay là còn lý do nào khác? Xin mời các bạn. Lý do tại sao chọn là nhóm Xì Chung, bởi vì nhóm chúng em có những tính cách giống như tính cách của các nhân vật trong câu chuyện làng Xì Chung, vì vậy nên tên của nhóm là Xì Chung. Mời bạn hãy giới thiệu từng thành viên của đội mình. Xin tự giới thiệu, mình là Tố Như, đội trưởng, đến từ phòng marketing ngân hàng Đông Á. Năng Đập. Còn mình là Bích Trâm, đến từ phòng khách hàng doanh nghiệp. Mình là Xì Chung thân thiện. Còn mình là Bích Ly, mình đến từ phòng marketing. Mình là Xì Chung khó tính. Xin chào, còn tôi là Đỗ Xuân Hòa, tôi đến từ phòng quản lý chất lượng. Tôi là Xì Chung yêu đời. Hôm nay cùng với ba Xì Chung xinh đẹp, chúng tôi đến đây với phong cách lên TV là chính, gặp anh Tâm là mừng. Các bạn trò chuyện với đội Sảng Khoái. Chào các bạn, hôm nay cảm thấy như thế nào? Rất là tự tin và sảng khoái. Rất sảng khoái, rất tự tin. Các bạn hãy giới thiệu về đội của mình. Mình là Lâm Tình, đến từ công ty Henkel Việt Nam. Và mình sở thích của mình đó là chơi thể thao, đọc báo và đi du lịch. Và đây là thành viên thứ hai của mình. Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Như Thúy, năm nay 24 tuổi. Sở thích của mình là đi mua sắm và đi du lịch. Mình đến đây mục đích là chơi là chính. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ cho hai đội chơi của chúng mình. Và đây là thành viên thứ ba. Xin chào quý vị và khán giả. Mình tên là Kim Anh, năm nay mình 25 tuổi. Sở thích của mình là đi shopping và xem truyện tranh. Và đây là thành viên thứ tư của nhóm. Xin chào các bạn, mình tên là Quý Trường, năm nay mình 25 tuổi. Sở thích của mình là xem bóng đá và gặp mặt bạn bè. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Và mục tiêu của nhóm Sảng Khoái chúng ta hôm nay đến đây là vui chơi, sảng khoái và chiến thắng. Cảm ơn các bạn. Hôm nay mới biết là đội chúng các bạn sẽ cùng đội chủ quân thi đấu 4 vòng để chọn lấy một đội bước vào vòng đặc biệt. Các bạn đã sẵn sàng? Chúng ta bước vào vòng 1 của trò chơi Chung Sức. Xin mời hai đội trưởng, xin mời. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc hai đội may mắn. Và các bạn cố gắng giành lấy quyền ưu tiên kiểm soát bảng điểm cho đội mình nhé. Tôi đọc câu hỏi đây. Đây là câu hỏi thứ nhất của vòng 1. Câu hỏi này theo luật của trò chơi Chung Sức đã được khảo sát 100 người và có 8 câu trả lời của nhiều người đã được chọn làm đáp án. Số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với nó. Các bạn sẵn sàng. Khi chúng ta nói đến kim tự tháp thì người ta thường nghĩ ngay đến là nước Ai Cập. Các bạn rõ ràng là như vậy chứ. Bây giờ tương tự như thế, hai bạn sẵn sàng nhé. Hãy kể tên một công trình kiến trúc khác làm cho bạn nhớ đến một quốc gia nào đó. Vạn Lý Trường Thành. Vạn Lý Trường Thành gợi cho bạn Trung Quốc. Nhớ đến Trung Quốc. Vạn Lý Trường Thành. Chúc mừng bạn. Nhưng còn một đáp án có số điểm cao hơn, mời bạn trả lời. Tháp Eiffel. Tháp Eiffel, nước Pháp. Hay lắm, mời hai bạn trở về vị trí. Đội Sảng Khoái đã giành được quyền ưu tiên và bây giờ đến lượt bạn. Em nghĩ đó là tháp Pisa của Ý. Tháp Pisa ở Ý. Đồng đội của bạn rất hay, bây giờ đến lượt bạn. Em nghĩ đến đó là tòa tháp nghiêng của Malaysia. Chúng ta xem ở Malaysia nhiều người có cho rằng có tháp nghiêng giống như bạn Kim Anh của đội Sảng Khoái nói hay không. Tháp nghiêng ở Malaysia. Bạn đã nhầm rồi, đó là tháp Pisa, tháp nghiêng ở Ý. Đồng đội của bạn đã trả lời rồi. Mời bạn Quý Trường. Thêm là chùa Một Cột của Việt Nam. Chùa Một Cột ở Việt Nam rất nổi tiếng. Và nói đến chùa Một Cột, người ta nghĩ ngay đến Việt Nam, chùa Một Cột. Malaysia. Hay lắm. Đến đội trưởng lần nữa. Cố gắng đưa ra một câu trả lời
chung ý với nhiều người trong số 100 người của chúng tôi đã khảo sát để ghi điểm trên bảng. Nào mời bạn kể một công trình kiến trúc mà khi nói đến nó người ta nhớ đến một quốc gia nào đó. Đó là tòa tháp đôi của Malaysia. Tòa tháp đôi của Malaysia. Mời đội sĩ Trung sẵn sàng. Tháp đôi ở Malaysia cũng khá là nổi tiếng. Nhưng mà các bạn biết rồi đó, quý vị biết rồi đó. Đây là cuộc thăm dò ý kiến của 100 người. Và trong cuộc thăm dò này không có tháp đôi Malaysia. Mời bạn Như Thúy. Em nghĩ đó là cầu Golden Bridge ở Mỹ. Golden Bridge, cầu vàng, cầu vàng, cầu cổng vàng ở Mỹ, ở San Francisco. Yeah. Nổi tiếng quá chứ hả? Golden Bridge. Đội sáng khoái, xin mời Sĩ Trung. Chào các bạn hãy sẵn sàng nhé. Cho biết ý kiến riêng của mình nào, mời bạn Xuân Hoàng. Em nghĩ đó là tòa tháp đôi của Mỹ. Tháp đôi của Mỹ, quá nổi tiếng nhưng mà để xem. Nào, mời bạn. Theo em nghĩ đó là nhà hát Opera ở Úc. Bạn cho rằng nhà hát Opera ở Úc, còn bạn Bích Trâm? Em lại nghĩ là kim tự tháp của Ai Cập. Kim tự tháp của Ai Cập thì rất là rõ ràng rồi, nhưng mà đó là đáp án đã bị loại trừ trong câu hỏi. Bởi vì ngoài kim tự tháp ra hay chọn. Tuy nhiên không sao, đây là những ý kiến gợi ý cho đội trưởng chọn. Đội trưởng hãy đưa ra một quyết định duy nhất, một đáp án duy nhất để ghi điểm, mời bạn. Nhóm em chọn nhà hát Opera của Úc. Nhà hát Opera ở Úc. Chúng ta cùng hồi hộp theo dõi số điểm trên bảng thuộc về ai với đáp án nhà hát Opera Úc. Hay lắm. Các bạn đã ghi được 91 điểm trong câu hỏi này. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp các đáp án còn lại trên bảng. Đó là đáp án thứ 5, công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới tiêu biểu cho một quốc gia khác nằm ở vị trí thứ 6, đó là đáp án thứ 8. Và bây giờ là câu hỏi thứ hai của vòng 1, xin mời thành viên thứ hai của hai đội. Mời hai bạn bắt tay nhau, sẵn sàng giành lấy quyền ưu tiên được kiểm soát bảng điểm cho đội mình nhé. Đây là câu hỏi thứ hai của vòng 1. Câu hỏi này chúng tôi cũng đã khảo sát 100 người, có 8 đáp án đang trên bảng, đó là 8 ý kiến của nhiều người. Và số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng ý với nó. Nào. Khi nhắc đến nước Pháp, bạn sẽ liên tưởng đến những gì đầu tiên? Mời bạn. Em nghĩ là tháp Eiffel. Tháp Eiffel. Mời hai bạn trở về vị trí. Bạn có nghe nhiều về nước Pháp hay chứ gì? Dạ. Yeah. Chúng ta theo dõi rất là nhiều thông tin về nước Pháp. Đó là một cái quốc gia rất là nổi tiếng và gắn bó với nước ta, với lịch sử Việt Nam đấy. Nghĩ đến điều gì khi nói đến nước Pháp? Nghĩ đến những gì nào? Khi nói đến nước Pháp thì em nghĩ đến đó là rượu vang của Pháp. Nghĩ đến rượu vang. Bạn có hay uống rượu vang không mà trả lời hay vậy? Dạ em không thường xuyên uống nhưng mà em biết tất cả là rượu. Hay lắm. Bye bye bạn Xuân Hòa. Em nghĩ đó là nước hoa. Nghĩ đến nước Pháp, nhắc đến nước Pháp, bạn Xuân Hòa nghĩ ngay đến nước hoa. Đó là một sự sở sản xuất nước hoa nổi tiếng theo bạn. Nước hoa. Đối trước, đến lượt bạn một lần nữa. Khi nhắc đến nước Pháp, bạn thường liên tưởng đến những gì đầu tiên? Em liên tưởng đến đội bóng Pháp. Đội bóng Pháp. Bạn thích đội bóng Pháp. Hiện giờ thì đội bóng Pháp, trong đội bóng Pháp có cầu thủ nào mà bạn hâm mộ? Zinedine Zidane. Zidane. Đội bóng Pháp. Chúc mừng bạn. Bạn đội bên trong. Đây là một chỗ kinh đô của thời trang. Kinh đô của thời trang. Dạ. Câu hỏi đặt ra là khi nhắc đến nước Pháp, bạn nghĩ ngay đến những gì? Bạn Bích Trâm nghĩ ngay đến thời trang. Và hy vọng rằng đúng chứ. Thời trang. Đúng không bạn? Mời bạn. Đội của bạn rất hay. Bây giờ các bạn cố gắng. Còn 3 đáp án, ghi điểm nốt, dành toàn bộ số điểm của câu này nào. Khi nghĩ đến nước Pháp thì em nghĩ là có cổng Khải Hoàn Môn. Khải Hoàn Môn. Khi nhắc đến nước Pháp, bạn Bích Liên nghĩ ngay đến Khải Hoàn Môn. Mới có sai một lần thôi, không sao, mời bạn Xuân Hòa. Khó quá.
Em nghĩ đó là văn hóa. Văn hóa Pháp. Khi nhắc đến nước Pháp, bạn Hòa nghĩ đến văn hóa Pháp. Đội sáng khoái sẵn sàng, các bạn được quyền hội ý. Đội trưởng, cố gắng lên. Khi nhắc đến nước Pháp, bạn thường liên tưởng đến những gì đầu tiên? Em thường thấy người ta ví nước Pháp như là một kinh đô của ánh sáng, thì em nghĩ đến một cái kinh đô của ánh sáng. Kinh đô ánh sáng, chúng ta xem. Kinh đô ánh sáng! Mời đội sáng khoái trả lời. Các bạn đã có đáp án chưa? Đợi đấy, ý kiến riêng của bạn là gì nào? Thế là sông Sen. Sông Sen! Nhắc đến nước Pháp, bạn nghĩ ngay đến sông Sen, của bạn nghĩ đến gì? Em nghĩ đến vườn nho. Nho, vườn nho để làm rượu. Mời bạn. Em cũng nghĩ sông Sen luôn. Sông Sen, đối chứng quyết định nào? Một đáp án duy nhất để ghi điểm trên bảng nào? Và em cũng chọn là sông Sen. Và nhóm chúng em quyết định chọn là sông Sen. Sông Sen, chúng ta xem. Với đáp án sông Sen, điểm sẽ thuộc về ai? Sông Sen. Chúc mừng bạn. Chúc mừng các bạn. Đội của các bạn đã ghi được 86 điểm trên bảng. Và còn hai đáp án còn lại trên bảng, xin mời quý vị và các bạn theo dõi đáp án thứ hai. Nhắc đến nước Pháp, người ta còn nghĩ đến điều gì đầu tiên nữa nào? Đáp án 5. Nước Paris. Chúc mừng đội của các bạn. Và thưa quý vị và các bạn, sau vòng 1, kết quả tạm thời, đội sảng khoái ghi được 86. Tiếp là Si Trung, 91 điểm. Sẽ lão hóa theo thời gian với dưỡng chất collagen. Dù rồi Double Rich Max Luminant sẽ giữ mãi nét trẻ trung cho mái tóc. Double Rich. Và sau đây chúng ta bước sang vòng thứ hai của trò chơi chung sức. Mời thành viên thứ ba của hai đội, xin mời. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc hai bạn may mắn và cố gắng bấm chuông nhanh, giành lấy quyền ưu tiên kiểm soát bảng điểm cho đội mình. Chỉ có một câu hỏi trong vòng này. Câu hỏi cũng được khảo sát 100 người như các bạn biết, và 8 đáp án đang chờ các bạn. Đó là 8 ý kiến của nhiều người, và số điểm của mỗi đáp án vẫn chính là số người đồng tình với nó. Bây giờ thì nói đến Ai Cập, bạn thường liên tưởng đến điều gì? Nói đến Ai Cập thường liên tưởng đến là văn hóa của con người. Nên văn hóa, văn hóa Ai Cập. Văn hóa. Khi nhắc đến Ai Cập bạn thường nghĩ đến gì? Kim tự tháp Ai Cập. Kim tự tháp. Nói đến Ai Cập là người ta nghĩ đến ngay kim tự tháp. Nhưng mà để xem. Kim tự tháp. Hay lắm, rồi hai bạn trở về vị trí. Nhắc đến Ai Cập người ta thường nghĩ ngay đến điều gì? Mời bạn Xuân Hòa. Em nghĩ đó là những cái đoàn lạc đà. Đoàn lạc đà lúc la lúc lắc trên sa mạc. Đoàn lạc đà. Đối trước, khi nhắc đến Ai Cập bạn thường nghĩ đến điều gì? Nữ hoàng Ai Cập. Nữ hoàng Ai Cập, chẳng hạn như là nữ hoàng nào? Cleopatra. Cleopatra, nữ hoàng nổi tiếng của Ai Cập. Cleopatra, nữ hoàng Cleopatra. Bạn thích nữ hoàng Cleopatra chứ? Vâng. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ đến điều gì? Em lại nghĩ là cái một cái hai của nó là cái cách mà ướp xác của mấy vị vua Ai Cập. Cái cách ướp xác. Dạ đúng rồi. Khi nhắc đến Ai Cập, bạn nghĩ ngay đến một câu chuyện rất là nổi tiếng và rung rợn một tí, đó là cách ướp xác các vị vua. Cách ướp xác. Ướp xác. Mời đội sảng khoái hội ý. Bạn Bích Liên, dạ. Bạn thường theo dõi những thông tin về Ai Cập. Bạn nghĩ ngay đến điều gì khi nhắc đến Ai Cập? Khi nghĩ đến Ai Cập thì em nghĩ Hoàng đế Napoleon. Hoàng đế Napoleon. Chắc chắn là không có. Mời đội sảng khoái. Chào các bạn. Có đáp án rồi chứ? Ý kiến riêng của bạn là gì? Theo em là các vị vua Pharaoh của Ai Cập. Pharaoh, các vị vua cổ đại. Mời. Em cũng theo ý kiến của bạn Trường, đó là các vị vua Pharaoh của Ai Cập. Của bạn? Em nghĩ là Sông Nin. Sông Nin và Pharaoh. Đội trưởng hãy chọn đi nào bạn. Đáp án duy nhất của đội của bạn là gì? Pharaoh. Em sẽ chọn là vua Pharaoh.
Đôi sảng khoái chọn đáp án là các pharaoh, đó là các vị vua cổ đại của Ai Cập. Và chúng ta xem điểm sẽ thuộc về ai. Pharaoh. 79 điểm thuộc về đội sảng khoái. Chúc mừng các bạn. Còn lại 5 đáp án trên bảng, xin mời đội Sì Trung và quý vị và các bạn theo dõi, đó là gì khi nhắc đến Ai Cập. Đáp án thứ 2. Bạn trả lời gần đúng. Nghĩ đến xác ướp Ai Cập nhiều hơn là nghĩ đến cách ướp xác. 4. 6. Đây là một cái bức tượng rất nổi tiếng mà nó gắn liền với kim tự tháp các bạn ha. 7. Phải không? 8. Và kết quả sau vòng thứ 2, đội Sì Trung vẫn 91 điểm cũ và dẫn trước là sảng khoái với 165 điểm. Chúc mừng các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng bước sang vòng thứ 3 của trò chơi chung sức với thành viên thứ 4 của hai đội bắt đầu. Xin mời. Mời hai đội bắt tay nhau. Chúc may mắn, chúc may mắn. Vòng này chỉ có một câu hỏi và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Có 6 đáp án đang chờ các bạn trên bảng. Tự nhiên các bạn biết theo luật của trò chơi chung sức là chúng ta quá quen thuộc rồi. Đến vòng này thì số điểm sẽ được nhân đôi. Các bạn sẵn sàng nhé. Lần này là nhắc đến Brazil, bạn nghĩ đến điều gì? Bóng đá. Bóng đá. Mời hai bạn trở về vị trí. Khi nhắc đến nước Brazil, bạn nghĩ đến điều gì? À, em nhớ không lầm là tượng thần Giê-xu. Tượng thần Giê-xu. Mời bạn. À, em nghĩ là Brazil thường thường nổi tiếng về cái người hoa hậu. Brazil theo bạn là có nhiều hoa hậu. Và bạn nghĩ ngay đến là hoa hậu khi nói đến Brazil. Ngoài bóng đá thì còn đá banh hay, chắc các chàng trai rất hay, các cô gái cũng đẹp nữa. Hoa hậu. Rồi đổi xì trước thôi. Nào, đến lượt bạn Kim Anh. Dạ, nhắc đến Brazil thì em nghĩ đến vũ điệu samba. Khi nhắc đến Brazil, bạn nghĩ ngay đến vũ điệu samba. Bạn biết nhảy samba không? Dạ không, nhưng mà em có xem trên TV. Tưởng đâu bạn biết, bạn nhảy thử cho mọi người xem nhé. Em... vũ điệu samba. Chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn. Thế là đội của các bạn còn tiếp tục trả lời. Mời bạn quý được. Theo em thì là các bãi biển rất đẹp. Bãi biển. Bãi biển. Các bãi các biển ở Brazil. Khi nhắc đến Brazil, quý trường nghĩ đến các bãi biển. Mời đội Sì Trung. Nào các bạn, cơ hội dành cho các bạn đây. Ý kiến riêng của bạn là gì? Em nghĩ ở Brazil nổi tiếng đó là các cầu thủ bóng đá, thì em nghĩ đó là Ronaldo. Cầu thủ bóng Ronaldo. Đá Ronaldo. Còn bạn nghĩ đến cái gì khi nói đến Brazil? Em nghĩ đến Ronaldinho. Ronaldinho toàn là bóng đá. À, bạn cũng thích bóng đá. Khi nhắc đến Brazil, bạn nghĩ đến điều gì đầu tiên? Em nghĩ lại các món ăn của Brazil. Các món ăn Brazil. Chẳng hạn như món gì? À, em được ăn là món bê mà thua mà cắt ra. Còn đội trưởng, quyết định đi bạn. Ronaldo. Ronaldo. Đội Sì Trung đã quyết định chọn đáp án duy nhất để ghi điểm. Đó là khi nhắc đến Brazil, bạn nghĩ ngay đến Ronaldo. Như vậy 178 điểm đã thuộc về đội sáng khoái. Nào, xin mời đội Sì Trung cùng quý vị các bạn xem các đáp án còn lại trên bảng. Đó là những điều gì, những gì mà khi người ta nói đến Brazil người ta hay nghĩ đến. Đáp án thứ 3. Đây là một quốc gia xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới. 4. 5. 6. Kết thúc vòng thứ 3, đội Sì Trung vẫn giữ 91 điểm cũ. Và hiện giờ đội sảng khoái đã đi rất xa, tiến trước rất xa với 343 điểm. Chúc mừng các bạn.
Dopamine giới thiệu hương vị mới với trà xanh và bạc hà. Sự kết hợp hoàn hảo giữa trà xanh và bạc hà cho bạn hơi mát và tràn đầy tự tin. Hương trà xanh mới phơi phới tự tin. Hãy thưởng thức phở xưa và nay, tinh hoa của ẩm thực Việt Nam. Tóc sẽ lão hóa theo thời gian với dưỡng chất collagen. Dù rồi Double Rich Max Luminum sẽ giữ mãi nét trẻ trung cho mái tóc. Double Rich. Sau đây mời quý vị cùng bước sang vòng thứ tư của trò chơi chung sức hôm nay với hai đội trưởng một lần nữa. Xin mời hai bạn. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc hai đội nha. Đội Sì Trâm cố gắng lên nhé. Bạn cũng vậy nha. Vòng này sẽ có một số điểm cao nếu các bạn giành được. Bởi vì đây là vòng có số điểm nhân 3. Tuy nó chỉ có một câu hỏi thôi nhưng số điểm nó sẽ nhân 3. Câu hỏi này cũng đã được khảo sát 100 người và có 6 đáp án đang trên bảng. Các bạn sẵn sàng. Bạn hãy kể tên một người đẹp Trung Quốc thời phong kiến mà bạn biết là bạn. Đó là Tây Thi. Tây Thi. Mời hai bạn trở về vị trí. Rất là hay. Nhắc đến Trung Quốc thời phong kiến, bạn nghĩ đến người đẹp nào? Em nghĩ đó là Dương Quý Phi. Nàng Dương Quý Phi. Các bạn mà nghĩ đến ai người đẹp Trung Quốc nào ở thời phong kiến? Em nghĩ đến Điêu Thuyền. Là Điêu Thuyền. Dạ. Yeah. Điêu Thuyền. Mới đây. Thêm là Thái Bình Công Chúa. Thái Bình Công Chúa. Thái Bình Công Chúa. Mời đội trưởng, bạn hãy cho biết tên của một người đẹp Trung Quốc thời phong kiến. Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi và mọi người đang chờ bạn. Đội Sĩ Trung đúng quyền hội ý. Mời bạn Như Thúy. Dạ, em nghĩ đó là Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên là một người đẹp và đồng thời là một vị vua nổi tiếng. Bạn thích Võ Tắc Thiên không? Dạ, thích. Thích được như Võ Tắc Thiên không? Dạ không. Võ Tắc Thiên. Chúc mừng bạn. Mời bạn Xuân Anh. Bạn hãy cho biết tên của một người đẹp Trung Quốc thầy phong kiến. Em nghĩ đó là Từ Hy Thái Hậu. Đó là Từ Hy Thái Hậu. Mời đội Sì Trâm. Đội trưởng sẵn sàng nhé. Ý kiến riêng của bạn là gì? Một cái tên của một người đẹp Trung Quốc mà bạn nghĩ đến. Em rất hay đọc truyện Trung Quốc nên em biết đó là nàng Hạ Cơ. Nàng Hạ Cơ. Thời phong kiến Trung Quốc có người đẹp nào? Em nghĩ đó là Chiêu Quân. Chiêu Quân, Hạ Cơ, Chiêu Quân còn gì nữa bạn? Em còn nghĩ là Chiêu Quân. Chiêu Quân, đội trưởng, bạn hãy trả lời. Đội Sì Trâm quyết định là Chiêu Quân. Nàng Chiêu Quân. Nàng Chiêu Quân sẽ tặng điểm cho ai? Chiêu Quân ơi. Chiêu Quân. 273 điểm của vòng thứ tư đã thuộc về đội Sì Trâm. Mời đội sảng khoái, xin mời quý vị và các bạn theo dõi các đáp án còn lại trên bảng. Đáp án duy nhất còn lại trên bảng đó là ai, người đẹp nào của Trung Quốc? Đáp án thứ 5. Thưa quý vị và các bạn, như vậy một sự đảo ngược tình thế ngoạn mục vào phút chót đã diễn ra. Đội chiến thắng sau 4 vòng thi đấu đó là Sì Trâm. 384 điểm. Chúc mừng các bạn. Chào các bạn sảng khoái. Các bạn thấy sảng khoái không? Nói chung là rất là sảng khoái nhưng mà rất tiếc, còn một cái vòng cuối cùng thì chúng ta không được may mắn. Tuy nhiên là cũng có 343 điểm. Và các bạn biết giá trị của mỗi điểm là 10.000 đồng. Các bạn có 3.430.000 đồng. Cũng sảng khoái là chứ hả? Mời các bạn mỗi người nhận một phần quà của nhà tài trợ Vinamilk. Và cảm ơn các bạn đã tham gia trò chơi. Cảm ơn các bạn đã tham gia trò chơi. Chào các bạn Sì Trâm. Các bạn hãy vui lên đi, các bạn là người chiến thắng với số điểm 364 điểm. Các bạn đã có một giải thưởng trị giá 3.640.000 đồng và một giải thưởng 10 triệu đồng của vòng đặc biệt đang chờ các bạn. Bây giờ xin mời các bạn mỗi người nhận một phần quà của nhà tài trợ Vinamilk.
Mimo Đen này tôi nấu nè ông. Được chế biến theo công nghệ Nhật Bản, đậm đà hương vị Việt Nam. Mimo Đen, thật cao cấp và tiện lợi. Thưa quý vị và các bạn, trò chơi chung sức của chúng ta bước vào vòng đặc biệt với hai thành viên của đội Xì Trưng. Xin mời hai bạn. Chào hai bạn. Hai bạn sẽ trả lời 5 câu hỏi. Người trả lời trước, người trả lời sau, lần lượt 5 câu hỏi đó. Các bạn cố gắng ghi được ít nhất là 200 điểm. 10 triệu đồng sẽ thuộc về các bạn trong vòng đặc biệt này. Ai trả lời trước nào? Mời bạn vào trong chờ đợi. Bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn có 20 giây để trả lời 5 câu hỏi và bạn cố gắng tranh thủ cho thật nhanh nhé. Câu hỏi nào bạn cảm thấy chưa tìm ra được một đáp án nhanh bạn cứ nói cho qua, tôi sẽ tự động đọc lại khi thời gian còn cho phép. Và đồng đội của bạn đang chờ bên trong sẽ không nghe được những gì mà bạn trả lời ngoài này. Đây là luật của trò chơi ở vòng này. Mời bạn sẵn sàng nhé. Bạn nhìn thẳng, tập trung trả lời nào. Thời gian chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất, vì vậy bạn bình tĩnh. Tôi đọc chậm chậm câu thứ nhất để bạn tranh thủ bạn trả lời cho tốt câu này nhé. Sau khi tôi đọc xong thời gian mới bắt đầu đếm. Nêu tên một thiết bị điện tử bạn mang theo bên mình mà phải dùng pin. Điện thoại. Bạn thường sử dụng máy vi tính để làm gì? Làm việc. Bạn hãy kể một ưu điểm của màn hình LCD. Mỏng. Bạn quan tâm đến vấn đề nào nhất khi mua máy chụp hình kỹ thuật số? Độ phân giải. Trên một chiếc máy ATM bạn thường thấy những gì? Các chức năng của máy. Bạn đã trả lời sau 5 câu hỏi. Và bây giờ chúng ta quay lại xem bạn ghi được bao nhiêu điểm. Bạn nhìn thấy màn hình và từng câu trả lời của bạn sẽ hiện ra cùng với điểm số của nó. Câu thứ nhất, nêu tên thiết bị điện tử bạn mang theo bên mình mà phải dùng pin, thì bạn trả lời là điện thoại. Với đáp án này sẽ có bao nhiêu người đồng tình với bạn? Bạn thử đoán xem. Em nghĩ là nhiều. Nhiều là bao nhiêu? 45. 45. Thử xem nhé. Có phải 45 không? 31. Đây là một đáp án có số điểm cao. 31 người là một số điểm khá cao rồi. Chúc mừng bạn đó nhé. Và câu thứ hai chúng ta xem. Bạn thường sử dụng máy vi tính để làm gì? Thì bạn trả lời là? Làm việc. Làm việc. Cụ thể là việc gì bạn có thể nói rõ không? Ở đây việc là nó chung chung quá. Lập kế hoạch. Lập kế hoạch. Gửi mail. Chat. Ví dụ là như mình để coi. Bao nhiêu điểm? 26 điểm. Chúc mừng bạn, có 26 người đồng tình với bạn với cái đáp án là làm việc. Tuy nó chung chung, chính vì sự chung chung đó cho nên có nhiều người đồng ý với bạn có lẽ như thế. Và bây giờ câu thứ ba, hãy nêu một ưu điểm của màn hình LCD. Bạn trả lời là móng. Khảo sát. 30 người đồng tình với bạn. Câu thứ tư, bạn quan tâm đến vấn đề nào nhất khi mua máy chụp ảnh kỹ thuật số? Bạn nói là độ phân giải. Độ phân giải cao hay thấp, hình đẹp hay không, phải không? Khảo sát. 39 điểm, rất hay. Bạn hay lắm và mong rằng câu thứ năm cũng sẽ có số điểm cao như thế. Câu thứ năm, trên một chiếc máy ATM bạn thường thấy những gì? Thì bạn nói là bạn thấy các chức năng của máy. Khảo sát. 5 điểm. Bạn có 131 điểm. Đó là con số trên trung bình tương đối khá lớn nha. Bây giờ phần của đồng đội của bạn là ghi 69 điểm nữa để giành 10 triệu đồng. Mời bạn trở về vị trí để đồng đội bạn tiếp tục. Xin mời thành viên thứ hai. Hồi nãy giờ bạn có nghe đồng đội mình trả lời gì ngoài đây không? Dạ không, chỉ nghe tiếng nhạc thôi. Bạn nghe nhạc gì? Bạn cho mọi người biết được không? Hình như nhạc tiếng Anh, nhưng cụ thể bài gì thì không biết. Bạn thích không? Thích không? Nhưng mà ngay lúc này thì lại không thích. Ừ.
Tôi nghĩ cũng đúng, bởi vì nếu bạn nghe đồng đội bạn trả lời thì bạn sẽ thích hơn, bởi vì đồng đội của bạn đã làm một việc rất là hay, rất là tuyệt vời. Và bây giờ đến lượt bạn, mong rằng bạn cũng sẽ tuyệt vời như thế để giải thưởng 10 triệu đồng sẽ thuộc về đội của các bạn. Bạn sẽ trả lời lại 5 câu hỏi mà tôi hỏi đồng đội của bạn trong thời gian 25 giây. Bạn có nhiều hơn đồng đội của mình 5 giây bởi vì công việc của bạn khó hơn tí, đó là bạn không được đáp trùng ý với đồng đội của mình bất kỳ câu hỏi nào. Khi bạn trả lời trùng ý, bạn sẽ được nhắc nhở bởi tín hiệu. Đây là tín hiệu nhắc nhở rằng đáp án của bạn không được chấp nhận và bạn phải lập tức thay ngay đáp án khác cho thật nhanh, hoặc là bạn nói cho qua, tôi sẽ đọc lại câu hỏi đó khi thời gian còn cho phép. Thời gian 25 giây dành cho bạn chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất, vì vậy tôi sẽ đọc câu đầu thứ nhất thật chậm để cho bạn có cơ hội và ghi điểm câu này tốt. Hãy yên tâm nhé. Sẵn sàng. Nêu tên một thiết bị điện tử bạn mang theo bên mình mà phải sử dụng pin. Máy nghe nhạc. Bạn thường sử dụng máy vi tính để làm gì? Chat. Hãy kể tên một ưu điểm của màn hình LCD. Màn hình rộng và độ phân giải tốt. Bạn quan tâm đến vấn đề nào nhất khi mua máy chụp hình kỹ thuật số? Dung lượng của máy. Trên một chiếc máy ATM, bạn thường thấy những gì? Mô hình thẻ ATM. Bạn đã trả lời rất nhanh 5 câu hỏi này và chúng ta còn dư thời gian để từ từ quay lại. Mời bạn quay lại để xem kết quả. Bạn nhìn thấy 131 điểm đồng đội bạn đã ghi và phần còn lại của bạn chỉ có 69 điểm thôi. Rất nhẹ nhàng để giành chiến thắng, có phải không? Bạn hoàn toàn có quyền hy vọng. Và bạn đang hy vọng chứ? Dạ. Bạn cảm thấy nào? Em hy vọng là đội em chiến thắng. Bạn hy vọng là đội chỉ cần 200 điểm là được rồi. Chỉ cần 200 điểm. Bạn nghĩ rằng bạn sẽ trả lời đến câu thứ mấy thì đạt được đến 200 điểm? Từ câu số 4, câu số 5 hay là câu thứ 1, số 2 là đủ rồi? Hy vọng là câu số 3. Hy vọng là câu số 3. Bạn nghĩ là câu thứ nhất sẽ bao nhiêu điểm? Câu thứ 2 bao nhiêu điểm? Câu thứ 3 bao nhiêu điểm? Câu số 1 là 25 điểm. 25 câu thứ nhất rồi. Câu số 2 là 35 điểm. Để đỡ mất thời gian, bạn cứ tiếp tục tính và chúng ta biết kết quả ngay. Câu thứ nhất, nếu tên một thiết bị điện tử bạn mang theo mình mà phải sử dụng pin thì bạn trả lời là máy nghe nhạc. Máy nghe nhạc thì cũng phải sử dụng pin mới được nhá. Và điện thoại thì cũng phải sử dụng pin thì nó mới hoạt động. Bây giờ để chúng ta xem đáp án nào giữa hai bạn là đáp án có số điểm cao hơn. Khảo sát 17 điểm. Đáp án điện thoại di động có số người đồng tình nhiều nhất, đó là 31 người. Đó là số điểm cao nhất. Câu thứ hai, bạn thường sử dụng máy vi tính để làm gì? Thì bạn trả lời là để chat. Bao nhiêu người đồng ý với bạn? 35. 35, phải không? 33 điểm. Chúc mừng bạn, đây là đáp án có số điểm cao nhất. 33 người đồng tình với bạn. Bạn có 19 điểm nữa. 19 điểm nữa để chiến thắng. Vẫn được quyền hy vọng. Quá hy vọng chứ được quyền cái gì nữa. Còn 3 câu hỏi, chỉ cần một câu 5-6 điểm thôi là tuyệt vời rồi, phải không? Câu thứ 3 bao nhiêu điểm? Câu thứ 3, 19 điểm. 19 điểm. Sao bạn khiêm tốn đấy? 19 điểm thôi. Dạ. Không, 20 điểm. Nếu có nhiều hơn thì cũng là một cái phần thưởng đạt được thôi. Cho nên tốt nhất là 19 điểm. Chúng ta xem, hồi hộp theo dõi xem câu thứ 3 có đúng như 19 điểm mà bạn mong muốn hay không. Và chiến thắng có thuộc về bạn ở sau cái câu này như bạn dự đoán hay không nhé. Câu thứ 3, hãy kể một ưu điểm của màn hình LCD. Bạn trả lời là rộng, độ phân giải lớn, móng 30 điểm, độ phân giải lớn bao nhiêu điểm? Các bạn nghĩ là bao nhiêu điểm? 25 điểm. Chúng ta theo dõi kết quả. Các bạn, kính thưa quý vị và các bạn, giải thưởng 10 triệu đồng của vòng đặc biệt trong chương trình trò chơi chung kết hôm nay đã thuộc về đội Si Trung. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng các bạn. Thưa quý vị và các bạn, với chiến thắng của đội Si Trung, trò chơi chung kết do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện tuần này với sự tài trợ của Vinamilk xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn thứ ba tuần sau. Chào tạm biệt.
những bộ phim hấp dẫn ấn tượng, chương trình giáo dục bổ ích, chương trình thiếu nhi vui nhộn, chương trình ca nhạc đầy màu sắc. Hiện có bán tại cửa hàng trung tâm dịch vụ truyền hình Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 27 29 Quỳnh Tuấn Kháng, quận 1, điện thoại 914 7538.